Nếu bạn tốt thì khuyên họ đừng vay, chứ bạn đừng dụ dỗ nói ngọt để người ta vay. Trời đất ơi, Ngọc hỏi thiệt mọi người ở trên này á, khi mà mọi người đi vay á là mọi người cần, đúng không? Mọi người cần mọi người mới vay, chứ đâu phải vì một vài cái lời ngọt ngào của những cái bạn nhân viên mà mình phải vay. Mình vay là mình đang cần, mình đang cảm thấy thiếu thốn, hoặc là mình đang cảm thấy là mình không bỏ một cái số tiền ra ngoài để mình sử dụng, mình thấy nó phí thì mình vay, hoặc là mình mua trả góp, hoặc là mình mua xe. Mình không nói tới chuyện là người ta có dư nhưng mà người ta vẫn muốn vay. Mình đang nói những cái người mà người ta thiếu, người ta không đủ. Ví dụ giống như người ta mua con xe 50 triệu mà bây giờ hiện tại người ta có 30 triệu, nhưng mà người ta vẫn muốn có xe để đi làm, là một cái phương tiện để di chuyển, để sinh hoạt, cũng như là để kiếm ra được cái nguồn thu nhập từ cái việc mình mua xe đó, thì mắc gì mà không vay. Hoặc là ví dụ giống như là trong gia đình mình đang thiếu cái tủ lạnh để mình sử dụng, mà mình cũng không có khả năng để mình bỏ tiền nhiều để mình mua, thì mình cũng vay, mình mua trả góp. Hoặc là ví dụ như mình đang tính kinh doanh hay mình mở một cái gì đó nhưng mà mình không có đủ tiền, thì mình cũng có thể vay để mình bù thêm cái khoản đó để mình kinh doanh. Hoặc là tất cả mọi thứ trên đời này, đối với Ngọc là ai mà cần cần tiền hoặc là cần sử dụng một cái mục đích gì đó thì người ta mới vay. Chứ bản thân Ngọc nè, nếu mà không cần tiền hoặc là không như không không có cần gì hết thì vay làm gì? Vay để mang lãi, mang nợ vào trong người, đúng không? Và đặc biệt là những cái người á, người ta rất là thông thái, người ta rất là gọi là lý trí trước khi mà người ta vay. Tại vì vay tốn lãi, ai đâu mà muốn vay, đúng không? Chứ ai đâu mà dụ dỗ, mà thực sự dụ người ta thì để được cái gì đâu. Trong khi bản thân người ta thực sự cần, nên bạn đừng có nói là khuyên họ đừng vay. Có những người họ tìm cách để họ vay luôn, họ còn nói thế này thế kia để cố gắng vay được, mà còn vay không được mà bạn kêu mình là đừng có dụ dỗ nói ngọt người ta vay. Oh my god, chắc chắn là không luôn. Vay là một cái gì đó là thực sự cần người ta mới vay, chứ không ai mà ngu ngu mà đi vay để cho mang nợ vào trong người cả.